ăn thì ăn cho có vô. Tại vì ổng nói ra như vậy đó. Ai giành ăn của mình, cái tính cái nó sao kỳ cục vậy. Hả? Mà vô cái lỗ tai lên nghe, cái mắt thì liếc liếc, không có giống ai vậy đó. Sang bất lực với em chó sơ hở là liếc đểu đánh giá người khác. Nuôi phải đứa hở ra là liếc đểu chắc chị chủ phải khổ tâm dữ lắm. Phèn là em chó Cozy, tuy lùn mà cái tôi rất cao. Nó một khi đã không ưa cái gì là nó sẽ nhìn đời bằng con mắt hình viên đạn liền. Đây là tình trạng khi cậu ta phải sống chung với người mình ghét. Nó ghét anh này tới mức chỉ cần thấy ảnh nhảy nhót là ngứa mắt liền. Đang nằm ngủ trong phòng cũng bật ngay dậy để liếc đểu mới chịu được. Tự nhiên người ta nhảy, tự nhiên người ta nhảy cũng người ta nữa. Mắc gì tới mình. Tên phèn ngồi trong bóng tối đánh giá người khác qua khe cửa. Nhất cử nhất động của anh trai kia đều bị nó phân xét hết. Đến nỗi mẹ khuyên ngăn tới bất lực cũng không thể khiến nó bớt liếc đểu. Không hiểu sao nó lại ghét người ta vô lý tới vậy luôn. Tự nhiên nó nhảy cũng khó chịu quá là sao? Không cho anh nhảy hả? Nó khó chịu à? Trời, tự nhiên ta nhảy cái liếc nè. Chó mà sân si. Bởi anh bạn này có cái tôi rất cao nên không chỉ những người nó ghét mà đến cả mẹ đôi khi cũng bị tên này thái độ ra mặt. Thể làm sai mà bị mẹ lôi ra mắng là nó sẽ trưng ra bộ mặt khó chịu. Có bữa cu cậu ham ăn quá, ăn hẳn miếng to mà không chịu nhai nên kết quả là ói ra một bãi to luôn. Bắt được tại trận nên mẹ lôi nó ra mắng cho một trận đá đời. Ấy vậy mà thay vì tỏ ra ăn năn hối lỗi hay sợ sệt thì mặt nó lại vênh lên thách thức thế này đây. Ăn thì ăn cho có vô. Tại vì ổng nói ra như vậy đó. Ai giành ăn của mình, cái tính cái nó sao kỳ cục vậy. Hả? Mà vô cái lỗ tai lên nghe, con mắt thì liếc liếc, không có giống ai vậy đó. Ăn thì lúc nào cũng xinh thêm. Rồi vô con mắt ra nó nhìn, cái tính cái nó sao kỳ cục vậy. Hả? Mà vô cái lỗ tai lên nghe, con mắt thì liếc liếc, không có giống ai vậy đó. Ăn thì lúc nào cũng ăn nóng ăn nghiến ăn có xét vô, ăn cho đã cái nương của mình. Cả xe phèn mấy nói còn bao nhiêu lần nữa phèn bao nhiêu lần nữa cũng nhìn về chồng cây chắc rồi ăn nữa em. Nó ngồi cạnh bãi chiến tích rồi mặt trơ ra kiểu ừ đó, tao làm đó rồi sao, khiến mẹ lại càng bực thêm nữa. Bị mẹ chỉ thẳng mặt, vừa la mắng vừa dọa mà nó không hề sợ chút nào. Đã vậy còn từ đầu tới cuối giữ nguyên một biểu cảm kèm theo con mắt liếc đểu. Bởi vậy mà nuôi phải mấy đứa bướng bỉnh thế này thì đau đầu dữ lắm đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.